là hôm nay gió quá. Rồi, Thanh đi thẳng nha. Mẹ không đi nhanh kịp. Đi đi. Hôm nay trời đẹp ghê. À, Thanh Linh cẩn thận xe đó. Đó. Cẩn thận xe. Thấy xe không? Đi. Ồ, đẹp quá ha. À hả, đẹp ghê á. Hay. Đẹp quá, ai có chân. Hả? À hả. Wow, hôm nay trời đẹp quá trời luôn. Gió nữa. Mọi người ai cũng ở nhà hết trơn. Bây giờ mình ra công viên mình chơi nha. À hả? Dạ. Sao con? Mẹ không biết nữa. Vậy hả? Ngày nào cũng có xe đậu hết. Nhà mình đi bộ ra ngoài này hết 3 phút. Nãy giờ mình đi là 3 phút đồng hồ rồi đó. Nó gió thổi hết trơn đồ. Thế là đi qua qua đường cẩn thận nha. Công viên gần nhà nhất. Và bên hướng này là trường học của Hân sẽ đi học. Hả? Đây là công viên nè. Pinewood Park. Hả? Đi, đi xuống đi ha. Rồi đi từ từ theo mẹ. Qua đi. Qua đi. Rồi, đạp lên. Đạp lên, đạp lên. Công viên cũng vắng người. Mọi người thấy Hân đạp được xe. Hay là đi đâu? Giờ con đi đâu? Người ta không cho mình chơi đâu, thấy người ta rào cái dây lại không? Thì con đi đường kia hả? Đi đường này sao đi cỏ không à? Thank you.
giờ con đi đâu á? Rồi mình đi thôi. Không có nhiều người ra ngoài công viên. Đi. Có không? Có. Đâu? Chạy nhanh lắm á. Ồ. Con sóc nó chạy nhanh quá hả? Ồ, mẹ thấy rồi. Để mẹ zoom lại nha. À. Đang đi tìm đồ ăn hả? Rồi mất tiêu luôn. Vậy hả? Rồi mình đi thôi, nó đi mất tiêu rồi. Đi đôi dép đi cho bự vậy. Đi đâu vậy con? This way Helen. This way. For what? Đi đường khác đi. Đi đường này đi. Dạ. Yeah. Đi đường này. Ok, con đi đi.